các bạn, mình là Quang, mình vừa đậu visa du học Mỹ. Thực ra lần này mình đậu là mình đã từng đi du học ở Singapore hơn một năm rồi, và kết quả mình cũng khá tốt. Phỏng vấn bằng tiếng Anh thì vẫn có thể tốt hơn, bởi vì theo mình thấy là cách quầy khác mà nó lúc mà nó hỏi thì mình thấy là mấy người mà phỏng vấn bằng tiếng Việt nó rất là khó chịu, nó như kiểu nó không muốn nói chuyện, nó kiểu nó hỏi mà nó gắt gỏng ghê lắm. Nên là mình nghĩ là nên là phỏng vấn bằng tiếng Anh là hay nhất. Lúc vô là chào hỏi, bởi vì mình ở Singapore cũng năm rồi mà mình thực ra mình được học tiếng Anh với người nước ngoài từ bé, nên là thì mình nghĩ là mình cũng khá tự tin về cái ngữ âm của mình, cái accent của mình thì khá tốt. Lúc mà vào phỏng vấn ấy, thì cái câu trả lời tốt ấy, thì chắc chắn là phải học, phải chuẩn bị rất nhiều trước vài tuần, chuẩn bị ngày nào cũng phải luyện tập, đi luyện tập lại. Vô mình phải nói, mà nói liên tục, mà nói như kiểu là sao mà chặt đầu được người ta thì người ta phủ đầu được người ta sẽ không có hỏi ngược lại mình. Trước khi đi thì được phỏng vấn, được kiểm tra, được có một chị kiểm tra kỹ lắm, ngày nào cũng kiểm tra cả tuần, mà cả tuần trời. Nói chung là mình cũng không phải học nhiều, bởi vì mình không phải là mình tự cao, nhưng mà mình cũng khá tự tin về cái vốn tiếng Anh của mình, nên là cũng thoải mái thôi. Mình thấy thì đi Singapore là thực sự đúng là một, thì bởi vì mình đi các nước gần thì nó dễ hơn, nó rất là dễ dàng cho mình. Khi mà mình ví dụ mình luyện tập tiếng Anh nhá, thì mình bên đấy nó rất là nhiều người Việt đi Singapore, để nghĩ là số lượng người Việt rất là đông, đi đâu cũng người Việt. Thì trường mình là một trong những là thì như mình có nghe nói là trường đông người Việt nhất, thì như đấy là trường Kaplan này vậy. Qua Mỹ thì em sẽ học học để bổ sung cái kiến thức về trung học, và sau đó thì em sẽ học phi công. Lời khuyên các bạn là phải chuẩn bị thật kỹ, đến nơi phải tự tin, và may mắn cũng là một phần nữa. Và mình chúc các bạn là sớm được nhận được visa.